Em Ngọc của AutoCar xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với kênh YouTube của em. Và với tầm tiền 160 triệu thì Chevrolet Spark sản xuất vào năm 2016 vẫn là một cái tên được gọi là rất phù hợp với giá thành 160 triệu và đời rất là cao. 2016 đang mang biển số 51F90023. Chiếc xe này thì với một cái chế độ vận hành và rất là tiết kiệm, cũng như là tổng quan về phần form dáng rất là ưa nhìn, nhỏ gọn, xinh xắn. Khoảng đâu đó 5 lít xăng trên 100 cây. Đó, rất là tiết kiệm nha. Và đã được người sử dụng vào rất là đầy đủ đồ rồi. Chúng ta có cảm biến lùi, chúng ta có camera lùi, chúng ta có màn hình, chúng ta có camera hành trình, chúng ta có dường như là đầy đủ trên chiếc xe này. Và chiếc xe này rất là rinh. 2016 và hiện tại 2024 giữ được dàn ghế nỉ rinh, sạch sẽ, trần rất là sạch. Đó. Và phiên bản này chúng ta đã có hai túi khí. Hai túi khí em tính xương xương 50 triệu. Đó. Vậy thì chiếc xe này còn 110 triệu. Màn hình cam hành trình, cam này cam xịn nha. Đó. Bộ này là thuộc diện là cam hành trình, hàng xịn, hàng VIP luôn á. Đồng thời camera lùi em tính nhỏ gọn 7 triệu. Đó, 7 triệu là bao nhiêu? 57 triệu. Đồng thời 4 cái lốp mới 4 triệu. Đó, 61 triệu. Đây, kích thước vỏ là 155-70R14, mâm 14. Và chúng ta sẽ có 4 cái vỏ mới nha, vỏ này mới luôn, mới đét luôn, 99%, rất là cao. Cái này chạy tầm khoảng 40.000 cây nữa chưa cần phải thay vỏ nha. Đó. Và đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025. Đó. Chất xe sơn rinh còn, sơn dậm cũng có. Đó. Và máy 1.2, phiên bản này 4 máy, máy đủ nha, không phải là bạn thiếu nha anh chị nha. Bạn thiếu thì chúng ta không có túi khí rồi. Đó. Và chúng ta sẽ có thêm đó là kính chỉnh điện. Đó. Và 2016 máy 1.2 phiên bản số sàn 5 cấp. Đó, chúng ta sẽ có này, túi khí ở trên vô lăng và với chất lượng về vô lăng rất là đẹp. Túi khí phụ lái. Đó. Hai túi. Đấy. Rồi. Bát khóa 7 màu và keo chỉ không mất bất kỳ một phần keo chỉ này. Đó. Không mất một phần keo chỉ. Đó. Đây thưa anh chị. Đó, nè. Phiên bản này chúng ta cũng có khóa trẻ em này, rất là tiện lợi. Đó. Kính bấm điện, không phải là phiên bản thiếu kính quay tay nha. Đó. Và 2016 này. Xe thì em lọc là 100% chất xe rinh. Thì anh chị có thể thấy cho em nè, mã kính vẫn là 2016, mã kính số 16. Anh chị có thể thấy không? Đó. Rất ok nha. Đó. Cốp thì chiếc xe này có một khoang cốp. Nếu anh chị gặp được hàng ghế thứ hai lại á, thì chúng ta có thể chở được rất là nhiều đồ nha. Hàng ghế này thì đây, bên hông này chúng ta sẽ có cái nút này. Đó, có thể là gặp lại bình thường cho hai bên nha. Và đây, cái khoang cốp. Đó, học đồ nghề đầy đủ. Đó, đội thì chiếc xe này thì cũng sử dụng một vài lần. Và vỏ sơ cua thì cái xe này thì có thể nói vỏ sơ cua đang còn rất là cao. Sơ cua còn tầm khoảng 80-90% mới luôn. Đó, 5 vỏ mới. Đó, 5 vỏ, 5 cái vỏ mới. Và đã được người sử dụng trước nâng cấp phin cách nhiệt rồi. Đó. Rất là ok nha. Và cam kết với anh chị xe không tông đụng, tai nạn, ngập nước thủy kích, máy lên. Đó. Rất là êm nha. Đây. Đó. Đồng hồ là đồng hồ điện tử. Và anh chị có thể thấy nè, xe này là chất xe chạy 102.000 cây. Đó. Người sử dụng trước thì nâng cấp cho chúng ta một cái cần số rất là đặc biệt. Cần số này thì cái cục này là hình như là chả bí da luôn á thưa anh chị. Nè. 1 2 3 4 5 số dê. Đồng thời là khi chúng ta cài vào số dê á thì sẽ có cảm biến lùi và camera lùi sẽ được bật.
Đó, hệ thống giải trí thì chiếc xe này trang bị cho chúng ta 4 loa. Đó, trên tốc lô. Và hàng ghế thứ hai đằng sau. Đó. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cổng sạc 3.0. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng tai xi nữa. Này là được người sử dụng trước nâng cấp nha. Trên này thì chúng ta sẽ có một cổng sạc 12V 180W ở bên trên này. Đó. 120W. Và qua thời gian sử dụng á, anh chị, thì chiếc xe này vẫn giữ được đó là máy rinh và hộp số rinh. Máy thì rất là êm. Đó. Đây. Máy rất là êm nha. Và nước nè đang còn màu hồng. Và chiếc xe này thì cam kết với anh chị là chưa từng bị sôi nước nha. Đó. Giữ được máy rinh và dàn rinh chưa cấn đục bất kỳ. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có phin. Đó, cái phần này phần phin và keo chỉ, không mất bất kỳ một phần keo chỉ nào. Đó. Đó, đây mà chúng ta còn. Đó. Đó, còn kề. Còn cabo rất là nhẹ. Và hơn hết á, về bên trong cái phần nội thất á, thân dịch thì được trang bị đó là cái màn này cũng thuộc diện là một màn xịn nha, có đo tốc độ GPS ở bên trên phần màn hình. Đó. Và em sẽ coi về cái phần như là chúng ta có thể là thuê bao một cái sim và chúng ta có thể là sử dụng y chang một cái máy tính bảng không khác tí nào nha. Đó. Còn trên này thì cam hành trình với độ phân giải HD 1080 nha. Đó. Rất rõ nét. Đó. Vô lăng rất là nhẹ nhàng. Đó, và chất xe chuẩn cây số 102.000 cây nha. Đó. Trong này thì chúng ta sẽ có những cái đường đó, sơn và tắp lô, và chúng ta không có bị khoan đột, không taxi, không dịch vụ, không có bị cong vênh nha anh chị nha. Đó. Rất là ok. Đây, phần vỉa che nắng đang rất là mới. Hai bên. Trần cực kỳ sạch sẽ nha. Và mức giá 160 triệu bao gồm rút hồ sơ thì em nghĩ đây là một chiếc xe rất là hợp lý. Đó, đăng kiểm thì chiếc xe này thì đăng kiểm năm 1/2016, đời rất là cao. Trang bị 5 vỏ mới, màn hình, camera hành trình, cảm biến lùi đầy đủ cho chiếc xe 51F90023. Và nếu như anh chị nào thích chiếc xe này, hãy gọi cho em vào số điện thoại trên màn hình, đó là 0869094491 hoặc 0976124949, coi xe trực tiếp số 39A Trần Phú, Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất được bán ở kênh YouTube bên em, cũng như những chiếc xe chuẩn gia đình không lỗi nha anh chị nha.